giảm 21kg sau một liệu trình. Cả nhà đang cùng theo dõi livestream hiệu quả hàng ngày của Viện Thẩm mỹ Korea. Kế bên công ở đây là một chị gái mà đã thực hiện xong liệu trình giảm mỡ tại Viện Thẩm mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị ấy để cùng hiểu hơn về câu chuyện của chị ấy nhé. Đầu tiên chắc là em nhờ chị giới thiệu một số thông tin để mà cho khán giả đang theo dõi được biết ha. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Thảo, hiện tại đang là tiếp viên hàng không. Chị Thảo có thể chia sẻ cái tình trạng tăng sinh mỡ thừa cân trước đây được không này? Thì trước đây á, mình mang thai song sinh hai bé. Nhưng bình thường người phụ nữ mang thai á, một bé thôi là đã cảm thấy là sau khi sinh thì đã thân hình đã nặng nề lắm rồi. Nhưng mà mình mang thai hai bé xong á, thì nói thiệt là mình rất là tự ti với cơ thể của mình lúc đó. Trước đấy thì lúc mà mới vào á, chị có chia sẻ là stress lắm đúng không? Đúng. Thì bây giờ chị có thể chia sẻ lại cái thời điểm đấy được không? Khoảng thời gian đấy khi mà mình sinh xong hai bé á, cũng có đi làm lại. Khi đó thì cơ thể của mình không còn được như trước nữa, nên là không còn được sự ưu ái từ bên phía công ty. Thì cũng là vô tình một lần đó mình được biết mình chỉ là người thay thế cho một bạn tiếp viên khác. Thế nên mình cũng khá là buồn, mình cũng stress. Nên là mình đã nghỉ một thời gian dài không đi làm. Ở nhà phụ thuộc vào chồng khiến mình cũng cảm thấy ngại và tự ti. Buồn đúng không? Đúng. Mà đôi lúc nói thế chứ mình cũng phải thông cảm là bởi vì cái đặc thù nghề nghiệp của chị nữa đúng không? Thì bản chất là ngoài cái việc là nghiệp vụ chuyên môn thì còn cần đến ngoại hình nữa đúng không? Bởi vì đó là cái gương mặt thương hiệu mà. Đó nên là tất cả là ở mình. Cái việc và dẫn đến cái việc là bây giờ chị đã đưa ra cái quyết định thay đổi và bây giờ quá đẹp rồi. Cho em hỏi là hiện tại bây giờ có rất nhiều viện thẩm mỹ khác nhau, thế nhưng mà vì sao chị lại biết đến Viện Thẩm mỹ Korea và quyết định đặt niềm tin vào đây để giảm cân? Mình cũng tìm hiểu những cái vị thẩm mỹ trên các trang mạng xã hội. Cũng vô tình hôm đó mình lướt Facebook thì thấy bên vị thẩm mỹ của mình. Nói chung là mình đã tham khảo bên vị thẩm mỹ của mình tới 2 năm rồi. Mình mới có đủ sự tin tưởng để tới đây làm liệu trình. Sau khi thực hiện liệu trình và bây giờ thì mình đã giảm được 21kg. 21kg, một kết quả bất ngờ đúng không? Đúng rồi, vừa sự mong đợi của mình luôn. Cảm giác của chị như thế nào khi mà có thể giảm cân nhanh đến thế và đặc biệt là an toàn nữa? Trời ơi, thật sự là mình quá bất ngờ luôn. Không nghĩ là mình lại giảm được số cân như vậy. Nói chung là sau khi mà giảm cân xong thì mình cảm thấy là người nhẹ nhõm hơn hẳn mà mọi thứ đều tốt đẹp đến với mình. Sau khi mà đã đẹp như thế này rồi á, thì cái cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào? Cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn như bước sang một trang mới vậy. Thì công việc thuận lợi hơn, rồi hạnh phúc gia đình cũng tốt hơn. Mà sắp tới á, thì mình được bàn giao công việc là tiếp viên trưởng. Tiếp viên trưởng? Đúng rồi. Một lần nữa thì xin được chúc mừng chị. Rồi là em hỏi nhỏ tí về chồng thấy như này á, thì sao? Bây giờ á, ông xã nhà mình được một cái là rất là thích khoe vợ luôn. Vợ mà đẹp xinh là khi nào cũng dắt đi hết trơn á. Mỗi lần mà tụ họp bạn bè á, là khi nào cũng phải có vợ kè kè mới được. Nhiều chị hay đổ lỗi cho cái việc đó là chồng theo kiểu là nhiều khi cưới lâu năm rồi chán vợ này kia, nhưng thực chất không phải nha. Nếu như vợ mà mình biết yêu bản thân mình này rồi giúp cho mình đẹp hơn mỗi ngày á, thì đàn ông ai cũng muốn hết á. Vậy thì nhân tiện đây em hỏi một câu nữa mà em nghĩ là giải đáp cho rất nhiều chị em mà đang quan tâm đến cái việc giảm cân. Liệu rằng đến Viện Thẩm mỹ Korea giảm cân có cần phẫu thuật hay không, có đau hay không, hay có gây ra cái triệu chứng gì hay không? Là người đã thực hiện rồi, chị có thể chia sẻ. Khi mà tới làm liệu trình ở đây á, thì mình cũng có mang cái tâm trạng lo lắng như mọi người. Liệu có phải phẫu thuật hay không, hay là liệu có phải xâm lấn hay là cảm giác đau đớn gì hay không. Nhưng mà khi mà tới làm rồi á, thì mình cam kết 100% là không xâm lấn, không đau đớn. Và cảm giác là sau khi mà làm xong á, thì người nhẹ tân hẳn luôn. Không biết là cái quá trình đào thải mỡ nó diễn ra như nào chị ha? Khi mà làm xong liệu trình á, thì các bác sĩ cũng có tư vấn là lượng mỡ thì sẽ được tiết ra từ hệ bài tiết, thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nói chung là không hề đau đớn gì hết hay là không hề khó chịu gì cả. Đồng ý với em một điều đó là cái quá trình nó diễn ra rất nhẹ nhàng đúng không? Rồi, rất không là ngờ nhẹ nhàng. Nó diễn ra nhẹ nhàng như thế mà cái kết quả nó lại tốt như thế đúng không? Sau khi giảm cân thành công đến thời điểm hiện tại bây giờ này, cái vùng eo của chị này và các vùng da khác trên cơ thể có bị trùng nhão chảy xệ gì không? Sau khi mà làm xong á thì hoàn toàn không có cái sự xuất hiện là da nhăn nheo hay là bị trùng nhão, mà ngược lại á, da mình còn săn chắc nè, rồi bụng còn có cơ nữa cơ. Đó. Nên là cảm giác rất là thích. Đẹp, đúng rồi. Đúng không? Đấy, không chỉ là riêng là chị Thảo đâu, mà tất cả khách hàng khi đến với Viện Thẩm mỹ Korea sau khi giảm cân thành công thì bụng vẫn rất là săn chắc, bởi vì có công nghệ 2 frame, là cái công nghệ mà nâng cơ siết vòng eo giúp cho làn da của mình á vẫn luôn được căng bóng này, độ đàn hồi cao và đặc biệt là rất là đẹp. Vậy thì là một khách hàng mà đã giảm cân thành công rồi, chị có thể là
chia sẻ cái nguồn năng lượng đến cho chị em, những ai đang mong muốn được giảm cân để chị em mạnh dạn hơn có thể là đến với viện thẩm mỹ Korea. Là một phụ nữ đã từng trải qua giai đoạn sinh nở và giai đoạn thừa cân thì mình đã đứng ở đây giảm cân thành công cũng nhờ thẩm mỹ viện Korea mà mình đã lấy lại được vóc dáng và lấy lại được sự tự tin. Mình khuyên những chị em nào đang gặp tình trạng giống mình thì hãy mạnh dạn thay đổi và tìm đến những phương pháp hợp lý, hay là có thể tham khảo thẩm mỹ viện Korea chẳng hạn. Mình đã giảm cân thành công và hy vọng mọi người cũng như vậy. Rồi, một lần nữa là cảm ơn chị Thảo rất là nhiều vì buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đến đây thì chắc là Công Cười cũng xin được gửi lời chào đến quý khách hàng và hy vọng rằng những chị em nào đang mong muốn được giảm cân phương pháp vừa nhanh vừa hiệu quả vừa an toàn thì có thể trực tiếp đến với viện thẩm mỹ Korea nhé. Và nếu như có thắc mắc nào, chị em cũng có thể trực tiếp nhắn tin vào video này. Đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho chị em để chị em có thể tự tin hơn. Còn bây giờ thì Công Khởi xin được chào tất cả quý khách hàng và hẹn gặp lại tất cả các chị em trong những clip lần sau nhé. MacThi Nano Mac Duo, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới. Tiêu hủy tới 99% lượng mỡ thừa, ngăn ngừa hấp thụ chất béo. Hàng ngàn khách hàng đã lấy ngay vóc dáng thanh xuân và cải thiện sức khỏe với quy trình 60 phút. Đo chỉ số cơ thể, kiểm tra, phân tích tình trạng tích mỡ với hệ thống máy chuyên dụng 5D OnFit. Nguyên phác đồ điều trị phù hợp với thể trạng từng khách hàng. Cam kết hiệu quả liệu trình bằng văn bản, tác động enzyme loãng thực vật, tạo form, định hình vóc dáng và nâng cơ. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Gọi 1900 0361 0911 859999 hoặc inbox để được tư vấn.